Xin chào các quý vị và các bạn đến với kênh xe đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Trong những cái loạt video gần đây thì cửa hàng đăng nhập về một cái số dòng xe đạp chính hãng. Ngoài xe đạp đã qua sử dụng tại thị trường Nhật thì cửa hàng có nhập về những cái xe đạp chính hãng Giant đã qua sử dụng và rất là lướt. Cái độ mới nó cũng khoảng 80-90%. Thì sau một thời gian thử nghiệm thì cũng được các quý khách rất là quan tâm và tin tưởng mua những cái dòng xe này, bởi vì nó là chính hãng, chất lượng rất tốt, chính hãng của Giant luôn, và chỉ qua sử dụng lướt thôi. Giá thành của nó thì nó sẽ rẻ hơn so với mua mới khoảng vài triệu đồng. Và tiếp theo những cái dòng sản phẩm trước, những cái model xe của Giant trước, thì trong video này tôi sẽ làm một cái livestream ngắn đánh giá về cái cấu tạo của chiếc xe đạp touring dòng FCR của Giant, và chính xác cái xe đó là FCR 3100. Quý vị có thể lên Google để mà tìm thêm thông tin về chiếc xe. Và bây giờ tôi sẽ đổi camera để quý vị nhìn cái chiếc xe này cho một cách cụ thể nhất. Vâng, và trong cái khung hình đây là chiếc xe FCR Giant FCR 3100 chính hãng Giant đã qua sử dụng, nhưng mà theo mình đánh giá là cái độ mới nó còn rất là mới. Về cơ bản, cái dòng FCR 3100 này thì sẽ là cái khung nhôm toàn bộ này. Tất cả là khung nhôm. Càng trước cũng bằng nhôm luôn, mối hàn to, càng trước rất là nhôm nhẹ. Size của chiếc xe này là size S. Size S thì như các bạn biết thì size S nó sẽ phù hợp cho những người mà có chiều cao từ 1m58 cho đến 1m70. Đằng sau chiếc xe của chúng ta thì đã được trang bị là một bộ chuyển động tua lây TX và líp thả 8 tầng cho ra 8 tốc độ đằng sau. Còn đằng trước của chúng ta thì có một bộ đùi đĩa 2 tầng và bộ chuyển đĩa. Như vậy chiếc xe này sẽ có tổng là 16 tốc độ khác nhau, có thể tùy biến. Vành là vành 700C, vành nhôm 2 lớp. Vành nhôm 2 lớp do chính hãng Giant sản xuất luôn. À, như chúng ta có thể thấy là Meyer cũng có chữ Giant. Phanh của chúng ta là phanh đĩa, nhưng mà ở phiên bản 3100 này chỉ là phanh cơ, phanh dây cáp của hãng Techo cũng rất là tốt. Phanh đĩa dây cáp hiệu Techo. Quý vị có thể thêm được cái option đó, có thể lựa chọn lên phanh dầu thủy lực, có thể cao cấp hơn. Chúng ta nhìn thấy là từ cái khóa yên, cọc yên đều có chữ Giant. Và xe của hãng bán ra như thế nào thì xe này tất cả các đồ phụ tùng đều nguyên bản hết. Nước sơn thì theo mình đánh giá thì còn khá là mới. Về phần khung thì không có một vết xước gì. Còn về phần trước càng thì hơi xước một chút. Đây, như quý vị có thể nhìn thấy. Mayo đằng trước thì cũng có chữ Giant và cũng trang bị phanh Techo, phanh dây cáp hiệu Techo này. Đằng trước thì chúng ta cũng có vành 700C chính hãng Giant. Về phần đầu tay lái, chúng ta nhìn thấy phần đầu cũng có logo của Giant luôn. Chúng ta sẽ nhìn thôi này. Càng nhô, phanh cơ. Về phần khung thì theo mình đánh giá thì không có vết xước nào đáng kể, rất là mới. Xe này phù hợp cho những người cao từ 1m58 cho đến 1m7. Nhỏ nhỏ thôi, size S, size small. Đằng trên tay cầm của chúng ta sẽ là tay bằng dòng touring. Quảng cáo vừa thôi, vỡ màn hình. Bên tay trái của chúng ta thì có cái bộ tay bấm xả để mà chuyển đĩa. Và bên tay phải là chuyển líp 8 tốc độ. Và
nhìn lại tổng thể chiếc xe. Như chiếc xe này thì mình đánh giá là cái độ mới nó còn khá là mới. Quý vị có thể lên Google đánh chữ Giant FCR 3100 vào, là nó sẽ ra những cái hình ảnh ở website hãng đúng như ở trong video này. Đồ này là nguyên bản hết, độ mới là khoảng, theo mình đánh giá khoảng hơn 80%. Chiếc xe này được bán mới ở các một số website chính hãng thì đang được đề là 7,5 triệu, và đã qua sử dụng lướt độ mới còn khá là tốt thì được bán với giá là 5,5 triệu tại cửa hàng xe đạp Hải Phòng. Quý vị quan tâm đến chiếc xe đạp thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975709943. Chúng tôi chỉ nhận Zalo, quý vị lên nhắn Zalo luôn, không cần gọi điện, bởi vì một ngày rất là bận nên là không, chúng tôi không thể nghe được điện rất nhiều, nên là lên nhắn Zalo luôn. Ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, rất là nhiều các xe đạp khác hiện tại đang có và đang trên đường về. Quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn ở trên Facebook, quý vị đang xem Facebook thì hãy ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng. Còn nếu quý vị đang xem trên YouTube thì hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để quý vị sẽ là những người đầu tiên được xem những cái video hoặc là những cái hình ảnh mới của những cái xe mà đang mới về tới cửa hàng của chúng tôi. Vâng, và cảm ơn các quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những video lần sau.